Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews, vậy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Liên quan đến vụ việc phanh phui bê bối gian lận, cắt xén vật tư y tế trong quá trình xét nghiệm HIV và viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn khiến dư luận không khỏi rúng động những ngày qua. Mới đây thì đơn vị cung cấp que thử nhanh viêm gan B và HIV cho Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn khẳng định việc cắt đôi que thử là sai hoàn toàn và bệnh viện sẽ phải chịu trách nhiệm. Bước đầu, bệnh viện giải trình chỉ có 40 que thử bị cắt trong vòng 3 tháng qua và chỉ có que thử HIV bị cắt. Đây cũng chỉ là thử nghiệm của khoa và kết quả hoàn toàn độc lập với kết quả trả cho bệnh nhân. Bệnh viện giải thích rằng số que được cắt đôi là phần mẫu do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lục Tỉnh, đơn vị cung cấp que test nhanh cho bệnh viện tặng thêm. Trước sự việc này, thì một cán bộ của công ty Lục Tỉnh xác nhận hình ảnh que thử bị cắt đôi được báo chí phản ánh đúng là sản phẩm của công ty. Công ty rất bất ngờ vì chưa bao giờ có khuyến cáo về việc cắt đôi bộ test như vậy, kể cả khuyến cáo thử nghiệm. Cán bộ công ty Lục Tỉnh nhấn mạnh, dù là hàng khuyến mãi, hàng mẫu, hàng tặng, hàng làm thật cho bệnh nhân, hàng dùng thử hay bất cứ loại hàng gì cũng không bao giờ được phép cắt ra như vậy vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Vị này tiếp tục khẳng định, chúng tôi không bao giờ đồng ý, càng làm thử nghiệm chúng tôi càng không bao giờ cho cắt ra, bởi như vậy thì kết quả thử nghiệm sẽ không chính xác thì thử nghiệm để làm gì. Do đó, việc cắt đôi que thử HIV, viêm gan B dù để thử nghiệm hay để xét nghiệm cho bệnh nhân thì bệnh viện đã làm sai hoàn toàn. Làm sai như vậy thì bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Vị này cũng đặt câu hỏi, một kỹ thuật viên xét nghiệm chắc chắn biết không được phép cắt đôi que test, nhưng tại sao họ lại làm như vậy thì không thể hiểu được. Phía công ty Lục Tỉnh cho biết, tất cả các lô hàng giao nhận với Bệnh viện Sanh Pôn đều có đầy đủ chứng từ gồm 2 bản, mỗi bên giữ một bản. Hiện vẫn còn rất nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ xung quanh sự việc này. Phía Bệnh viện Sanh Pôn cho biết, họ vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Được biết thì Thanh tra Sở Y tế đã cùng vào cuộc, thanh tra toàn bộ việc mua sắm, quản lý và sử dụng test xét nghiệm HIV, viêm gan B và xét nghiệm ELISA tại Bệnh viện Sanh Pôn trong suốt 1 năm qua. Hiện tại thì vẫn còn rất nhiều câu hỏi bị bỏ ngỏ xung quanh sự việc này. Phía Bệnh viện Sanh Pôn cho biết họ vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ. Khi nào có kết quả sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.